này cho Chúa. Từ thân yêu này chúng con không thể quên, lẽ nào Chúa lại không nhớ đến. Xin cho linh hồn Maria được hưởng ân tình vô biên của Chúa, là được sống mãi với Chúa giữa cộng đoàn các thánh trên trời. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.